các bạn đã biết khi mà chơi máy phim á, thì nếu nói về cảm xúc á, ngoài cái khâu chụp thì chúng ta có thể điều chỉnh để có cái tác phẩm như mong muốn. Ở các khâu như thế nào? Ở các khâu tráng phim chủ động hoàn toàn, ở khâu tráng phim chủ động hoàn toàn, ở khâu mọi khâu hóa chất, hiện ảnh, định ảnh, để có ra một cái tác phẩm mà như ý nhất. Có nhiều sự bổ trợ ở trong cái khâu hậu kỳ, trong phòng tối, nó giúp cho cái người chụp tối ưu hóa được cái tác phẩm như ý muốn. Thì đó là một cái sự thích thú của người chơi phim. Chính vì điều này, một số bạn hiện nay rất là quan tâm, bởi vì sao? Họ muốn được trải nghiệm tận tay. Ngoài cái việc trải nghiệm tận tay, họ được can thiệp, và từ cái can thiệp sẽ tạo ra những cái cá tính riêng trên cái hình ảnh được từ máy phim. Rồi không riêng thì những bạn đã có máy phim, có những bạn chưa hề có máy phim, nhưng đây là một lĩnh vực mới, cũng có thể họ thích để học hỏi, cũng có thể là thêm kiến thức, cũng có thể là một cái gì đó mới lạ. Cho dù có thể tương lai nó là mai một, nhưng mà ít ra thì là những cái kiến thức rất là bổ ích. Vì các cái điều sau đây, thứ nhất là ngoài cái việc các bạn đã khám phá với màn ảnh kỹ thuật số rồi, thì các bạn cũng muốn khám phá thêm trên lĩnh vực máy phim. Cái điều thứ hai nữa là các bạn trẻ hiện nay là muốn có những cái trải nghiệm gì đó mới hơn, cá tính hơn trong cái lĩnh vực hình ảnh, rất là thu hút. Thì anh nghĩ rằng chính hai điều này là cái động cơ lớn nhất để các bạn trẻ ngày nay thu hút với cái việc chơi máy phim. Hiện nay theo mình thì có một số khó khăn sau đây làm cho các bạn trẻ chơi phim có thể sẽ gặp khó khăn. Thứ nhất là về nguồn phim. Nguồn phim hiện nay thì đầu vào là ít dần, một số nhà sản xuất đã không còn sản xuất nữa, kể cả phim màu, ảnh bản và một số ảnh phim trắng đen. Đó là khó về nguồn phim. Cái khó thứ hai là về nhân lực, về kiến thức, thì số người am tường về lĩnh vực phim hiện cũng không còn bao nhiêu. Thứ nhất, thứ hai cái nữa là hóa chất. Về hóa chất, đã chơi phim thì các cái trải nghiệm ở khâu tráng rửa thì đều hảo liên quan đến hóa chất. Thì cái nguồn hóa chất hiện nay cũng rất là khan hiếm, thành thử ra đó là những cái khó khăn trong tương lai đó các bạn yêu thích máy phim. Chào các bạn, mình tên là Dương. Hôm nay mình đã xem trên kinh tế thì biết tới buổi offline ngày hôm nay, cho nên là mình đến đây. Thì cái buổi offline hôm nay là giới thiệu về môn về nhiếp ảnh phim. Thì mình cũng là một cái người chơi phim rất là lâu, thì cũng không có lâu lắm, mà mình cũng có được một số kiến thức khá khá. Thì hôm nay mình tới đây được các anh được chia sẻ thêm nhiều kiến thức nữa, là mình biết là mình còn rất là nhiều cái lỗ hổng. Thứ nhất là khi mà vừa biết đến thì mình không có được cái nguồn tài chính đủ để mà mình có thể mua một chiếc máy số, cho nên là mình chọn cái phim. Cái thứ hai nữa là mình rất là thích về cái chất màu phim, khi mà phim nó đưa ra trong bức ảnh đó. Thì nữa là cái sự thử thách về cái sự kiên trì, cả cái sự tỉ mỉ tính toán của mình trong những cái thước phim. Có một cái khó khăn đó là sự lựa chọn những cái lắp tráng, tại vì bây giờ theo như là mọi người đều biết là những cái lắp tráng phim thì nó không có còn nhiều nữa, cho nên là mình cũng phải trải nghiệm qua những cái lắp phim mà bây giờ còn lại để mình chọn ra được một cái lắp mà nó phù hợp với mình, cho ra cái chất lượng tốt nhất. Như là anh Tuấn đã nói trước đó thì phim thì sẽ không bao giờ chết được, không biết là nó sẽ được kéo dài cho tới khi nào, nhưng mà bây giờ mình thấy là các bạn trẻ đang có cái xu hướng là sử dụng máy phim rất là nhiều, được ủng hộ rất là nhiều, cho nên là ngày nào còn chơi phim được thì cứ chơi phim. Cảm giác và tất cả những kiến thức mà mình học được về nhiếp ảnh thì nó đến từ phim, bởi vì mọi thứ mình sẽ phải cân nhắc, cân đong đo đếm trước khi thực hiện một cuộc bấm máy, và nó giúp cho kiến thức của tôi cũng trở nên vững chắc hơn, rõ ràng hơn và sâu sắc hơn.
cùng đó là mấy phim ra đối tim tôi thì mấy phim đó là một cái kỷ niệm và nó cũng là một cái cảm xúc đối với nhiếp ảnh. Thực ra ở thời điểm này thì chơi mấy ảnh phim cũng rất là khó khăn bởi vì hầu như các nhà sản xuất cũng đã ngưng, không còn hỗ trợ đối với các dòng phim rồi. Thực ra chúng ta mua phim sẽ rất là khó. Cái thứ hai là các chiều phụ sau chụp, tức là các giai đoạn về chán rồi cũng khó khăn hơn. Và cái điều đó nó làm cho cái chuyện đó là cái giá thành để chúng ta có thể chơi phim được nó không rẻ. Tuy nhiên nó có một cái thuận lợi khác đó gì, thật ra các cái máy, các bộ máy phim bây giờ ở thời điểm này giá nó rất là hợp lý. Nên là nếu mà chúng ta chơi với anh phim ở thời điểm này, nếu để có thể học một cách rõ ràng, chi tiết hơn về kỹ thuật và có được cảm xúc tốt hơn thì máy anh phim vẫn là một cái phương tiện rất là tốt để chúng ta tiếp cận, chúng ta học hỏi cái đó. Và cái cảm xúc mà của máy phim đem lại nó vẫn còn, nên là càng lúc thì cái dòng phim analog nó sẽ vẫn còn tồn tại ở một cái nó như một cái dòng chảy ngầm, và nó sẽ luôn luôn có những người yêu thích dành cho máy phim.